xin chào tất cả các bác đã quay trở lại với kênh Hiếu Minh Audio bên em. Và hiện tại em đang có mặt tại cơ sở 1 của Hiếu Minh Audio, có địa chỉ tại 364 Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội. Và bên em rất vui mừng, hôm nay là ngày Chủ nhật, rất vui mừng được đón tiếp rất nhiều các bác khách. Các bác có thể để ý ở trên clip và bên em sẽ lên, hay là những bộ karaoke mà bên em đang đi lắp tại Thái Bình và tại cả dưới Thanh Trì, đúng không anh nhỉ? Ở Thanh Trì bộ này 70 triệu. 70 triệu này, và một bộ một anh khách. Và vào chủ đề chính của ngày hôm nay thì em muốn giới thiệu với các bác là vừa rồi bên em có một anh khách có địa chỉ tại Hòa Bình. Anh đến mua một bộ dàn karaoke. Thì bộ dàn karaoke của nhà anh ấy thì gồm có là một đôi loa BMB, và bây giờ anh nâng cấp lên một con đài KD500 của DB Acoustic và một con vang số F525 mã với một chiếc mic DB 350 Plus. Và tổng trị giá bộ dàn mà bên anh đã nâng cấp bên em có trị giá là hơn 10 triệu đồng. Và bây giờ thì em đã setup xong, và bây giờ em sẽ gửi clip đến các bác. Và bây giờ các bác cùng lắng nghe chất âm của bộ dàn mà em đã nâng cấp và đã set cho anh theo cấu hình combo karaoke của nhà anh nhé. Nơi anh đến là biển xa, nơi anh tới ngoài đảo xa. Từ mảnh đất quê ta giữa đại dương mang tình thương quê nhà. Đây Trường Sa, kia Hoàng Sa, ngàn bão tố phong ba ta vượt qua, vượt qua. Nước sông con tàu mang tín hiệu trong đất liền, mặt em nhìn theo con tàu đi xa mãi. Giữa nơi biển khơi ta nở rộ ngàn bông hoa xa lo, cánh hoa đỏ thắm bao hy vọng anh nhìn về dòng em. Ơi ánh mắt em yêu như trời xanh, như biển xanh trong tháng mới. Nhớ ca dáng nhìn em mùa ngắt nằm đôi vai, sóng du mối tình nơi thủy thủ càng thêm yêu. Đây con tàu ra, con tàu ra thôi. Anh hát nốt cho em bài nhé. Anh xin ý clip luôn. Đi kia đây là tụi dọc hay thế. Hay đấy, hát hay quá. Thật sự luôn, nếu mà ba cũng phải cầm lòng sang lòng này. Hay hết rồi nhà không anh? Không quên nhà, ở đây em mới chỉ dạy cơ bản cho anh thôi, vì phải có máy đo nữa. Đây bác khách bắt em mua ba thiết bị này bên em này, mic này, vang F525 mã và con vầng trăng sáng trên biển xa, vầng trăng sáng ngoài đảo xa. Và nghe tiếng ngân nga xuống lòng ta bao lời ta quê nhà. Đây Trường Sa, kia Hoàng Sa, quần đảo đứng hiên ngang quen sóng cả quen gió biển, nước cả hồ nắng quay giòn thêm anh em. Cánh chim hải âu muôn mùa về cùng anh vui ra khơi, cánh hoa biển trắng lắm kỷ niệm anh gửi về tặng em. Đời khi xuống khoác trên vai chân đầu núi, in hình anh đang đứng đó nhắn về đất liền cánh buồm chờ để tìm yêu. Sau dù mối tình đời thủy thủ càng thêm yêu. Đây con tàu ra khơi, đây con tàu ra khơi. Cảm ơn anh trai. Anh thấy thế nào anh? Nói chung là như thế này là ổn. Ok không? Nhẹ. Okay. Nhẹ mấy. Vâng. Còn anh mà muốn hay hơn nữa thì hôm nào thì bên em có chuyến sắp xếp thì đi mà setup tại nhà ấy, thì có chuyến ở Hòa Bình thì em sẽ bố trí nhá.